chào cả nhà. Hôm nay em tiếp tục lại đi xin kinh và xin lời cầu nguyện. Em là Maria Đinh Thị Kim Thanh, ca viên ca đoàn Mân Côi giáo xứ Bát Diệm Phú Nhuận. Hôm nay chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn ngày này là ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch, mời gọi các tín hữu hiệp ý cầu nguyện với các ý nguyện cầu cho đại dịch mau chấm dứt, cầu cho các y bác sĩ, các thiện nguyện viên và những người đang phục vụ chống dịch được sức khỏe và bằng an, cầu cho các bệnh nhân COVID-19 sau mau được bình phục, cầu cho các bệnh nhân qua đời vì dịch bệnh được hưởng hạnh phúc nước trời, cầu cho những người đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh được sức khỏe và dần ổn định lại cuộc sống. Ngoài những ý nguyện trên, em xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện thêm cho các mạnh thường quân, các quý ân nhân, trong đó có quý cha, quý sơ, các hộp đoàn, các nhóm và cả cá nhân đã yêu thương và giúp đỡ về mọi phương diện cho những người gặp khó khăn trong suốt thời gian đại dịch vừa qua. Em xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện với em ạ. Tại vì nó bùng nhảy vào bài khác à. Lòng thiết tha van nài xin, dịch bệnh còn tràn lan, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi, xin chữa lành và đỡ nâng những ai khổ đau. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, nay chúng con bao nỗi lầm than. Trong khi dịch bệnh tung hoành, gây biết bao nhiêu là tang tóc. Xin củng cố đức tin cho con, cho chúng con ngày đêm tin thắng vào Thiên Chúa tình yêu hằng quan phòng và từ nhân. Lạy ngôi ba Thiên Chúa đứng toàn năng và nhân hậu, chúng con đang hợp nhau lòng thiết tha van nài xin. Dịch bệnh còn tràn lan, nguyện thương xót thế nhân lầm than.
chữa lành và đỡ nâng những ai khổ đau. Lạy Chúa con là vị thầy thuốc niềm uy an cho các bệnh nhân, ra tay chữa lành cho họ, xin uy an gia đình thân quyến. Xin lời khấn thương con dâng lên, chạm trái tim tình yêu của Chúa. Xin gánh lấy khổ đau, hầu cảm nhận Ngài đỡ nâng. Em xin cả nhà cùng hợp ý cầu nguyện với em ạ. Thì ngày hôm nay là ngày toàn quốc cầu nguyện, cầu cho đại dịch mau chấm dứt và xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch ạ. Chữa lành chỉ lối cho những người gục tránh, cho thầy thuốc dân thân hôm nay lòng can trương và đầy nhiệt huyết, luôn cứu giúp tận tâm và quảng đại phục vụ bệnh nhân. Lạy ba ngôi Thiên Chúa đứng toàn năng và nhân hậu, chúng con đang hợp nhau lòng thiết tha và nài xin. Dịch bệnh còn tràn lan, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành và đỡ nâng những ai khổ đau. Lòng đời khiêm tốn nguyện phó dâng lên Chúa quyền năng, trong tay mẹ hiền nhân lành, ôi nữ vương trên trời dưới đất. Xin nhận lấy tiếng con van xin, mẹ chuyển lên cùng Thiên Chúa, nhờ đấng cứu độ con người sống lại từ cõi chết. Lạy ba ngôi Thiên Chúa đứng toàn năng và nhân hậu, chúng con đang hợp nhau lòng thiết tha và nài xin. Dịch bệnh còn tràn lan, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành và đỡ nâng những ai khổ. Em xin cả nhà cùng hợp ý cầu nguyện với em ạ. Trên môi giọt nước mắt lạnh khô, bao mạnh đời cuốn xô, vùi thân trong cơn đau bệnh tật, đang vật vã từng ngày giành lại quyền sống
quá đỗi mong manh. Con chắp tay nguyện cầu Chúa ơi, bao mảnh đời đau khổ đang cần, cần một bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim sớm chia cảm thông. Nhưng sao tiếng kêu cứ rơi vào khoảng không, mặc ai kia xót xa âm thầm. Thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm, tìm đâu chứng nhân nơi trái tim ta tim ta đang đóng lại, khi tay ta giữ chặt chẳng màng chia san với những ai lầm than. Khi giận hờn ghét ghen là khi tâm ta đang sao động. Xin một phút dừng lại để thấy kiếp người mong. Bàn tay đưa ra nâng đỡ, cần một trái tim sớm chia cảm thông. Nhưng sao tiếng kêu cứ rơi vào khoảng không, mặc ai kia xót xa âm thầm. Thế giới này cứ vần xoay sóng ngầm, tìm đâu chứng nhân trong trái tim đã lạnh. Thức tỉnh con tim đã lạnh để đau nỗi đau của con người. Xin mở rộng tim con như Chúa để ôm lấy những mảnh đời đau thương. Xin cả nhà cùng hiệp ý cùng nguyện với thân. Vì ngày hôm nay là ngày của Hội đồng Giáo xứ. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn là ngày cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt và xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch ạ. Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi, xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót phạm đến Ngài. Bao nhiêu là lỗi lầm, vì tội con xúc phạm đến Chúa. Bao tư tưởng bất thiện, làm đời con xa đường ngay chính. Những căm hờn ghét ghê
thua với trí tâm con hoài. Chúa nhân từ hãi hà, nguyện dù thương tha thứ chưa lành. Xin thương xót Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót phạm đến Ngài. Đam mê và danh vọng đầy đời con xuống vực tâm tôi. Ghen tuông vì thua thiệt, lòng nhỏ nhen ngăn đường che lối. Những xa đọa thế gian là màn đêm phủ vây tâm hồn. Chúa nhân từ hãi hà, nguyện dù thương tha thứ chưa lành. Em xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện với em theo những ý nguyện của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam ạ. Hiếu hèn thật mỏng manh ví tựa chiếc lá. Chúa biết từng lỗi lầm và Ngài luôn thương tình tha thứ. Mới biên tình xót thương hằng trào tuôn chứa chan nơi Ngài. Chúa nhân từ hãi hà, nguyện dù thương tha thứ chưa. Xin thương xót Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót phạm đến Ngài. Xin tuôn đổ ơn lành, một đứa con với thần khi Chúa. Xin thanh tẩy lỗi lầm, để hồn con trong sạch như lòng xót thương, tìm mình trong trái tim nhân hiền. Chúa nhân từ hãi hà, nguyện dù thương tha thứ chưa lành. Xin thương xót Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót phạm đến Ngài. Van xin Ngài chữa lành, vì đời con qua nhiều thương tích. Cho con chạm đến Ngài là đại dương ân tình lai lắm. Chỉ nơi Ngài Chúa ơi, cuộc đời con mãi luôn yên hàn. Chúa nhân từ hãi hà, nguyện dù thương tha thứ chưa. Xót Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót phạm đến Ngài. Xin thương xót Chúa ơi, vì chúng con đầy tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, vì chúng con trót cùng hiệp ý cầu nguyện với em ạ.
chuyện cầu tới Chúa tràn xuống muôn ơn, nâng đỡ đoàn con mau chóng thoát cảnh lầm than. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau đang đưa mắt trông trời cao thiết tha khẩn cầu. Xin thương đỡ nâng chở che ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn. Trần gian ơi bao tang tóc bao tiếng khóc thấu lên trời cao, nhân thế khổ đau không biết tìm đâu cho vơi tuổi sầu. Xin mẹ cầu dùng dìu đoàn con đến cùng đứng tôi cao, xin Chúa dụ thương cứu thoát khỏi cảnh sầu vương. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau đang đưa mắt trông trời cao thiết tha khẩn cầu. Xin thương đỡ nâng chở che ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn. Xin cả nhà cùng hiệp một ý với Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày hôm nay là ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch và xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Mẹ ơi trên phương thế bao gian khó róc rêu mọi nơi, xin hãy ở bên hướng dẫn đoàn con trên muôn nẻo đời, luôn được tình mến cậy trông phó thác vào Chúa khung người. Theo bước mẹ yêu hướng tới quê trời đẹp tươi. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau đang đưa mắt trông trời cao thiết tha khẩn cầu. Thương đỡ nâng chở che ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau đang đưa mắt trông trời cao thiết tha khẩn cầu. Dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn. Em xin cảm ơn cả nhà đã cùng em nghiệp ý qua các bài thánh ca cầu nguyện này. Em xin kính chúc cả nhà được sức khỏe bằng an và được một buổi tối ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa và mẹ Maria. Em xin cảm ơn và em xin chào.